mẫu da beo này là cái sơn màu trắng là chị sơn rồi đó. Đây rồi, ok. Bây giờ Cẩm sẽ hướng dẫn chị vẽ cái da beo này nha. Những cái mẫu mà mình đơn giản nhất để mà mình vẽ ha. Rồi, ok. Để qua bên này để cho trống chỗ đi ha. Rồi, thì giờ chị thấy có màu gì? Màu gì? Có gặp cái gì? Màu đỏ, màu nâu. Nâu đậm, nâu nhạt phải không? Giờ giờ chị lấy màu ra cho Cẩm đi. Chị lấy những màu đó chị nhỏ đây cho Cẩm. Nhỏ những cái màu à. Nè, Cẩm bỏ này vô đây nha. Để cho nó lạc. Rồi, tí xíu thôi, mọi thứ chút chút thôi ha. Rồi, ok. Đó, nhỏ ra cho Cẩm. Tiếp tục. Cái màu nâu đậm đúng không? Rồi, bây giờ Cẩm sẽ xin chào cả nhà nha. Hiện tại vì Cẩm đang hướng dẫn các bạn ở lớp nha. Rồi, mình sẽ dùng cây cọ này là cây cọ nga trước ha. Hồi Cẩm sẽ hướng dẫn một cái bài nữa giờ là vừa cọ nga mà vừa cọ tóc luôn. Rồi, đầu tiên thì Cẩm sẽ lấy cái màu đậm. Màu đậm thì mình có thể mình lấy cái màu màu đen hay màu gì đó mình đây có màu đậm nè ha. Rồi ở đây mình sẽ lấy màu đậm, đây màu đen nè nha. Rồi ở đây mình sẽ vẽ vậy đây, mình sẽ vẽ những cái đường như thế này đây, mình vẽ hơi rung rung tí xíu nha chị nha. Đó mình vẽ nè, được chưa? Nó không phải là hình tròn ha, mà nó cứ giống giống như hình tròn chứ mình không có vẽ tròn vậy ha. Mình vẽ nó có sự khoảng cách rời ra, có cái thì mình vẽ vậy, có cái mình vẽ hơi dài chút xíu nè. Chị thấy em vẽ dài không ha, không có nào giống nào á, đúng không nè, thấy không? Mình vẽ túa xua nè, thấy không? Rồi ở đây cũng vậy nè, cái mẫu nó vậy đó, ở đây nè, đó mình vẽ ha, nó dạng nó giống như là kỹ thuật của da beo rồi, nó giống vậy đó ha. Đó rời ra nè, thấy không? Đây cũng vậy, cũng vẽ vậy đó. Mình vẽ cho mình nhiều cái, mình đa dạng mẫu. Rồi đây vậy nè, này thì cảm thích nó hơi dài xéo xéo lên đây, ở đây đây đó, cảm thích thấy không đó, mình làm mẫu đa dạng vậy đó. Rồi, đây cũng vậy nè, đó, một chút xíu vậy thôi, không làm hết. Đây cũng vậy nè, hở ra không khép lại ha, có cái mình hở, có cái mình khép, có cái thì mình hở ra luôn. Làm đủ kiểu hết. Rồi đây mình chụp xem phải không, cho mình chụp ngược lại. Đó, mình làm ngược lại ha, làm đủ thứ hết. Mình tạo đủ mọi hình dáng ha, hình dáng theo mình muốn, được chưa? Đó, đậm nhạt thì túi la xua luôn, muốn làm gì là làm ha, sáng tạo tùy mình nha. Đó ha. Rồi, được chưa? Rất là đơn giản. Rồi xong, sau đó Cẩm rửa cỏ, Cẩm chùa cỏ đi. Rồi nè, bây giờ Cẩm sẽ lấy màu cam nè. Đầu tiên Cẩm lấy màu cam nè, Cẩm phối vào trong này nè. Đó, chị phối vào trong này nè, chị thấy Cẩm phối không? Đó, màu cam. Đầu tiên Cẩm lấy màu cam, Cẩm thích màu cam ở chỗ vị trí nào Cẩm sẽ cho màu cam ở vị trí đó. Đó, Cẩm làm chấm ra nè. Thấy không? Ha, chứ không nhất định nó phải đều, nó tròn cái này kia nha. Rồi, Cẩm thích màu cam nằm vị trí này nè. Cẩm cho nó ra đây. Rồi, thêm tí xíu màu cam nằm vị trí này nè. Không có làm tròn nha, Cẩm phải nhây ra tí xíu. Đó, ha. Rồi, màu cam xong rồi, giờ Cẩm chuyển qua. Cẩm thích màu này ha. Cẩm thích màu này, Cẩm lấy một hai màu nữa Cẩm cho vô đây. Màu vàng chanh ha. Rồi, đây cũng vậy. Cẩm hơn đây đi. Ví dụ là mình phối, mình thích để đâu mình để á, thấy không? Rồi, đây cái này là vàng chanh. Rồi, xong đó Cẩm chùi cỏ, Cẩm thích cái màu đỏ đi ha. Màu đỏ đi,
xanh xanh đỏ đỏ cho em nhỏ nó mừng đó, đỏ đỏ đi rồi dễ đúng không? Đây đi bắt ra đó rồi. Khi căng thẳng thì tay nó run, khi cần run thì nó không run. Rồi, tiếp tục thêm màu tím. Lúc muốn run không chịu run phải không? Đó, màu tím. Không cần màu tím, ra màu tím. Đó, rồi tới màu màu gì chưa có màu này, đúng không? Nói chung mình chơi giống tô màu giống như học lớp 1 rồi đó ha. Thì giờ chị cứ tô hết màu này tới màu kia đi. Mắc cười lắm, học viên lớp mình học á, mấy bạn về nhà làm bài xong có con nhỏ đó, thấy màu nó khoái lắm, nhào 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 vô giống như là mẹ đang chơi màu rồi đó. Rồi tiếp tục nữa tới màu xanh, xanh này em thấy là cái dĩ nè, chấm chấm quẹt quẹt nè. Rồi chấm thích cho một cái màu xanh ngoài này nữa đi, chấm chấm nè, chút mình cho màu đen vô thêm không, chỗ nào chấm thì mình cho thêm vô không đó, thì chút hồi mình sẽ phối một cái màu gì đó vô, màu đen vô rồi màu xanh này, rồi còn xanh thanh xanh này nữa phải không, xanh đậm này chưa có phải không? Chưa có xanh đậm này, cho xanh đậm này vô, mình rảnh mà phải không, mình dư màu mà. Rồi mình lấy miếng màu xanh đậm này vô đó, rồi ok. Rồi sau khi mình cho cái này vô xong rồi mình chùi cỏ đi, mình lấy tí xíu màu đen nè, mình quét lại những cái chỗ nào mà hồi nãy thiếu nè. Đó mình vẽ thêm á, thêm rồi đây nè, đó còn chỗ nào nữa không, hết rồi. Rồi xong rồi đó, nhanh gọn lẹ đúng không? Chị có nước tốt không, chơi chơi bóng không? Mình không có. Mới chơi bóng không? Thì còn lại là mình sơn tớp, mình để nó khô đi, mình sơn tớp lên thôi. Đó. Rồi ok, bye bye, chào tạm biệt các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau nha. Bye bye.